Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu về cái mô đun điều khiển độ ẩm đất XH-M214. Đây. Thì mô đun gồm hai phần. Nhất là một cái bo chủ để điều khiển và cài đặt các cái thông số. Một dây kéo dài ra và kết nối với lại cái banner này. Thì cái banner này mình sẽ cắm xuống đất này để đọc cái tín hiệu độ ẩm về phía bo điều khiển. Các bạn có thể thấy điện áp cơ vào là DC 12V đây, cộng 12V GND. Đầu ra relay thì đầu ra này là relay 10A và nó là tiếp điểm thường đóng nhé, thường đóng. Độ ẩm thì cái giải độ ẩm có thể đo được là từ 00 đến 99%. Cái độ phân giải là từ độ phân giải là 1%, tức là chúng ta có thể chỉnh 1% từ 0 đến 1 2 3 4 5 6 7 8 đến 99%. Trọng lượng khá là nhẹ. Kích thước thì là 52 x 42 x 43 và x 16 mm. Ở trên có một led 7 thanh, hai số để hiển thị cái độ ẩm này. Một nút set. Một nút set, một nút tăng. Tăng này và một nút giảm này. Led báo trạng thái đóng ngắt relay. Rồi. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là chạy thử một cái ứng dụng là khống chế cái tức là đọc cái nhiệt độ độ ẩm. Ở đây mình không có bồn cây nên là lấy tạm cái cống nước cống bông này. Đây, cái bút này để biểu tượng cho cái cây này. Tức là đọc độ ẩm từ cái bồn này về và xử lý. Tức là khi mà nước độ ẩm thấp thì nó sẽ kích hoạt cái bơm nước này và bơm nước vào đây. Đó. Thì bây giờ mình sẽ kết nối này. Các bạn sẽ kết nối 12V vào đây. Và đầu ra của relay thì là sẽ đấu ra tiêm điểm để đóng ngắt cái động cơ bơm nước đây, cái máy bơm nước mini đây. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối này. Về dây của động cơ mình sẽ giữ nguyên một dây và cắt ra. Thì ở đây các bạn có thể đóng ngắt nó điện áp DC hoặc là AC, tại vì nó sử dụng relay mà. Ở đây động cơ cái máy bơm này mình sử dụng 12V, cho nên là mình nối luôn vào cái nguồn. Về cách sử dụng con này cũng khá là đơn giản. Các bạn có thể cài đặt cái ngưỡng trên và ngưỡng dưới và cái độ sai số của độ ẩm mà mình đọc về. Dương này. Các bạn nhớ đấu đúng chiều nhé. Ở đây có diode bảo vệ rồi nhưng mà các bạn đấu đúng cho mình. Âm.
Thì cái bộ này các bạn có thể ứng dụng nó vào cái như là nông nghiệp để tưới cây tự động. Đấy. Khi mà đây. Thì trước tiên mình cài đặt cái nhiệt độ độ ẩm đó. Cài đặt độ ẩm đó thì mình tháo cái này ra đấy. Bây giờ mình kết nối nguồn 12V này. Đây, thì khi kết nối hiện tại độ ẩm là 0%. Đây, các bạn để cài đặt các bạn nhấn set. Nhấn set thì nó sẽ có P0 này, và nhấn tăng lên là P1, P2 thì P0 là cài đặt cái ngưỡng đây, P0 là cài đặt cái ngưỡng độ ẩm để relay ngắt. Rồi hiện tại là relay đang đóng này. F0 là ngưỡng để ngưỡng độ ẩm để relay ngắt, và F1 là cài đặt ngưỡng độ ẩm để relay đóng. F2 là sai số. Thì đây mình sẽ cài F1 và F0. Đây, các bạn sẽ chọn vào F0 và nhấn set. Thì hiện tại mình đang cài là 60, thì là khi mà độ ẩm lên 60% nó sẽ đây, 60 thì mình cho lên 70 đi. Khi ở 70 thì nó sẽ ngắt cái relay, tức là không bơm nữa. Và tiếp theo là F1 này. F1 mình để 20, tức là xuống 20 thì nó bắt đầu đóng bơm. Đấy, còn sai số thì mình để là 0% đi. Đấy, 0%. Các bạn có thể chỉnh tùy theo cái môi trường của các bạn. Rồi, ok. Bây giờ đổ bơm mà. Kết nối đây. Đấy, nước bơm vào này. Đó. Độ ẩm. Đấy, độ ẩm là 90%. Khi độ ẩm giảm xuống tới 20% thì nó sẽ đóng này. Mình sẽ thử nhấc lên đấy. Đấy, nó bơm này. Ui, đây. Khi mà độ ẩm đạt cái mức mà mình cài đặt nước trên ấy, thì nó sẽ ngắt cái bơm mà không cho bơm nữa. Rồi. Ok. Thì cái video giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng cái module điều khiển độ ẩm đất XHM 214 của mình đến đây là kết thúc. Thì, các bạn có thể ứng dụng nó vào hệ thống nông nghiệp, hay là đơn giản là trong các cái trồng các cái bồn cây cây cảnh ấy mà bạn không có thời gian để chăm sóc. Rồi. Rồi, thì nếu bạn nào có thắc mắc hay là có muốn hỏi gì về cái module này thì có thể liên hệ với nhóm, nhóm sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các bạn. Rồi, thì video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.